lại quay trở lại với video của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lại đi quay xe đồ chở cà phê cho mọi người cùng xem. Như vậy là một năm cũng đã trôi qua rồi nhá, và cung đường đây thì nó cũng lầy như năm trước thôi. Và giờ đây thì anh em mình cùng chờ đợi và sẽ đi xem chiếc xe đang về và đang bị dính lầy như thế nào nhá. Không biết đâu. Đây nha mọi người, chiếc xe đã về tới đoạn đường đây rồi nhá. Và anh em mình cùng chờ đợi lát nữa là chiếc xe sẽ chuẩn bị lên đoạn đường dốc ở đây nha. Đây, lấy bắt đầu kéo cáp rồi nha các bạn ơi. Ăn bọt rau chùm ha, đó mà được. À tính cười dù không thì chế. Đây là chỗ tờ nhá. Cô đó là chỗ gốc cây đi. Cho quyển nữa. À tính chỗ lăn lắc á. Chỗ lăn à. Tính chỗ lăn lắc. Đi bánh xe nó thôi rồi chỗ bò. Rau chỗ đi chỗ bò nó thôi. Cả trước sau là đều mang áo giáp nhé. Chiếc xe đây là về bên bên Phước về nhé. Tất cả hai xe máy lên luôn nha. Hôm nay đi hơn 60 bao trên đây nhá. Chiếc xe lại bị dính lầy rồi. Và giờ đây là mấy anh em cũng đã phụ kéo cáp đi rồi nhá. Và anh em mình sẽ cùng xem chiếc xe đi như nào nhá. Nhiều rất là lúc nào chưa cả một thùng tôi sử dụng lão sử dụng bốt à, nhưng mà lúc gửi giá này tôi hai tháng này lúc này đi đâu bắt tôi lúc không bắt tôi lúc gửi giá thay ở ba nên chỉ ngay ở chợ chưa lúc sao lúc mấy đêm 16 lúc còn hồ sơ sắt tôi cảm biết đâu đấy lúc cũng bụng hồ lúc gửi giá này tôi hai cả này hai cả ao lúc còn tôi hai cả đồ hộ ổn định đồ hộ thế này. Chiếc xe đây là mua 130 triệu ở bên Bình Phước về nhá. Và sửa lại hết 135 triệu bảo dưỡng nhá. Bác Tài về bác Tài bảo dưỡng hết lại bộ phận cầu với lại hộp số máy. Rồi bác Tài đổ thêm ben nữa là hết 135 triệu nhá.
mình sẽ đi vào gần gần để cho các bạn được xem gầm của chiếc xe bị dính như nào nhé. Cầu ủi đất lên rất là nhiều rồi nha. Đây các bạn xem nha, chiếc xe đã rất là nghiêng rồi và không hề thấy cái bánh ở bên phía tài rồi nha. Đây nha, từ trên gốc cây đây nha mọi người. Thầy ơi. Sao lại luôn. Lại kéo cáp thêm nữa nha. Cung đường đây là mọi người thường hay bình luận mình là sao không đổ nhiều đất đá đi vào để cho mình đi dưới nhá. Nhưng mà nói chung là cung đường đây là nó dài tầm cỡ 5 km nha mọi người. Nên là dân mình làm là mình chỉ làm khi mà trời nắng. Và lúc đang trời mưa thế này mình đổ đá đi là mình không có đủ điều kiện để mà đổ hết toàn bộ con đường đây nha. Do là mình đổ xong mình đi là nó vẫn lầy như thế này thôi nha. Con đường đây là mới làm lại xong được cỡ 1 tháng và mới chạy được tầm cỡ gần 5-6 chuyến rồi mà đường hư hết thế này rồi nha. Con đường đây là nói chung là đi bộ cũng khó nhá, không phải là chạy xe mới khó thôi. Đi bộ là anh em mình phải bỏ dép ở dưới đường mới đi bộ, đi chân đất đi lên đây nhá. Rất là khổ.
Cung đường đây đi là toàn phải là tới mới về tới nhà nhá. Rất là đông anh em luôn. 10 người cả bác tài nhá. Mười người kéo cáp với cả bác tài là mới có thể khiến chiếc xe đi về tới nhà được nha mọi người.
đường đây được gọi là bên Etalon nha mọi người. Đường Etalon là đường lầy nhất ở mọi hành trình luôn nha. Đây các bạn xem bánh xe đây, cuốn rất là nhiều đất rồi nha. Đây thì mình cũng sẽ dừng lại một đoạn clip ở đây nhé, và các bạn sẽ cùng chờ đợi và đón xem tập tiếp theo nhé.